đấu la đại lục hai tuyệt thế đường môn tập 72 ám kinh khủng trào hữu trưởng cốt trúc bạn nghe chuyện vui vẻ trong ba người hoác vũ hạo và vương đông đều có hồn kỹ ngàn năm mà hồn sư từ hai hồn hoàn đột phá lên ba hồn hoàn là một bước nhảy vọt trừ hồn lực bản thân tiên phú được kích phát ngay cả hồn kỹ cũng biến đổi uy lực của hồn kỹ từ hồn hoàn ngàn năm lớn hơn rất nhiều hơn nữa biến dị cũng muôn muôn lớn hơn rất nhiều nhất là lần này tiêu tiêu đạt được hồn hoàn cường đại vượt xa dự tính Hoắc vũ hạo nói dùng hợp hồn cốt chắc cần một thời gian không ngắn chúng ta tu luyện một lát đi. Hắn và Vương Đông cũng đều đã từng dùng hợp hồn cốt, càng là hồn cốt mạnh mẽ thì dung hợp lại càng khó khăn, nhất là Hoắc Vũ Hạo. Nghĩ lại lúc mình dùng hợp khối hồn cốt thân thể kia bây giờ còn cảm thấy run sợ. Được, hai người ngồi xuống tại chỗ, bốn trường chạm nhau, Hạo Đông lực tự động vận chuyển, ánh sáng màu trắng dịu dàng cùng với ánh vàng sáng chói dung hòa vào nhau, lập tức liền bắt đầu tu luyện. Có Huyền Lão ở đây, bọn họ cũng không cần sợ điều gì. Tác dụng của Hoàng Kim Chi mang tả tí cốt lại hiện ra, từng vòng ánh sáng vàng lạng yên bao trùm lên người hoác vũ hạo và vương đông khí thức quang minh chợt nồng đậm thêm vài phần tốc độ vận chuyển hồn lực cùng với việc hấp thu lực lượng thiên địa cũng càng nhanh chóng huyền lão ngồi một bên dưới cây đại thụ nhìn sang ba đứa trẻ trên khuôn mặt già nua của lão xuất hiện một nụ cười hiền lành trong lòng lão thầm nghĩ khó trách mục lão luôn ở trước lầu ký túc xá tân sinh nhìn những cô cậu bé này khí tức thanh xuân trên người bọn chúng thật tốt đẹp hoác vũ hạo và vương đông đã hoàn toàn tiến vào trạng thái nhập định tu vi càng tăng lên hiệu quả của hạo đông lực đối với việc tu luyện càng thêm rõ ràng hồn lực hai người trong lúc vô thức liền tăng trưởng một cách nhanh chóng vì hoắc vũ hạo đã đến bình cảnh nên hồn lực tăng lên lúc này đã chuyển thành dạng tích lũy còn vương đông thì cảm nhận được tu vi của mình tăng lên một cách rõ ràng tốc độ khi hai người phối hợp tu luyện gần như bằng tốc độ của từng người khi chìm sâu vào bình tưởng vương đông tin chắc nếu tốc độ tu luyện cứ theo cái đà này chỉ khoảng nửa năm nữa hắn sẽ đạt đến cấp 40, đừng quên trong sử lai khắc thất quái hắn chính là người nhỏ tuổi nhất đấy. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông bên này tu luyện bình thường, còn Tiêu Tiêu răng dùng hợp hồn cốt ở bên kia bắt đầu có biến. Ám kim khủng trào hữu trưởng cốt sau khi hóa thành chất lòng chảy vào lòng bàn tay của cô bé. Lúc mới đầu cô bé còn cảm thấy vô cùng thoải mái, tựa như có một luồng chất lòng bao trọn lấy tay phải của mình. Nhưng tích tắc sau, cảm giác ấm áp này liền biến thành nóng rực. Hồn lực trong cơ thể cô bé đang vận chuyển ở tốc độ rất cao, nhưng căn bản không thể tham gia vào quá trình dung hợp này, mà cảm giác nóng rực kia dần dần hóa thành nóng rực sen lẫn cháy bỏng như muốn thiêu đốt hết mọi thứ. Có thể thấy được, toàn bộ tay phải tiêu tiêu đã mơ hồ biến thành màu vàng nhạt, tựa như có một cái gì đó ở trong bàn tay của cô bé muốn chui ra vậy. Cảm giác nóng rực xen lẫn cháy bỏng kia càng lúc càng thêm kịch liệt, làm chán nàng lấm tấm mồ hôi. Cái cảm giác này giống như đặt bàn tay của mình lên bếp lửa để nướng vậy, rất khủng khiếp. Tiêu tiêu cảm thấy hình như tay của mình đã bị nướng cháy khét rồi, mà từ bàn tay, cảm giác này dần dần lan khắp cánh tay. Cô thầm gượng cười nói, không lẽ đây là báo ứng của việc vừa rồi ăn thịt nướng sao? ban nãy nướng thịt giờ đến phiên mình bị nướng hơn nữa còn là nướng từ trong ra ngoài lồng khí nóng trong cơ thể tiêu tiêu càng lúc càng tăng mạnh cơ thể cô bé đã bắt đầy chịu không nổi mà run rẩy màu vàng trên cánh tay cũng dần sậm hơn hai mắt đầy vẻ vui sướng của huyền lão đột nhiên trận to lão bay vọt đến bên cạnh tiêu tiêu quan sát cẩn thận vị đệ tử này của mình cả người tiêu tiêu lúc càng run rẩy kịch liệt huyền lão có thể cảm nhận được trên tay cô bé không ngừng truyền ra những ý niệm điên cuồng tựa như có một sinh mệnh đang liều mạng dãy dựa sự dãy ruộng này không chỉ là phản kháng mà còn như muốn phá nát không gian mà ra tựa như các loài sinh vật nằm trong trứng cần phải phá trứng thoát ra vậy còn tiêu tiêu lúc này đã muốn không chịu nổi nữa rồi không tốt huyền lão thầm khê một tiếng lão đã quá xem thường mọi chuyện rồi ban nãy vì vui mừng khi tìm thấy khối hồn cốt bàn tay phải của ám kim khủng chảo hùng mà lão quên mất chuyện hồn hoàn và hồn cốt không giống nhau hồn cốt quan trọng ở phẩm chất còn hồn hoàn thì lại ở niên hạn cả hai cùng xuất phát từ một hồn thú có tu vi 2.000 năm nhưng khi tiêu tiêu dung hợp hồn hoàn hoàn toàn không có chút khó nào nhưng khối hồn cốt này lại khác chưa kể kỹ năng vừa mạnh vừa bá đạo của ám kim khủng trào hồng chỉ riêng việc hồn cốt bàn tay phải này là hồn cốt mạnh nhất của nó là đủ hiểu mà hiện nay tu vi của tiêu tiêu chỉ mới là bậc hồn tôn tuổi lại còn nhỏ sự đau đớn khổ sở khi dung hợp khối hồn cốt ấy e là cô bé không thể chịu được nổi Nguyên lão vốn nghĩ tiêu tiêu vừa mới có được hồn hoàn thứ ba từ nữ ám kim khủng trào hồng hồn lực đã có sự thay đổi về chất cộng thêm việc cơ thể cô bé từng được hai khối hồn cốt cải tạo qua, thì việc hấp thu khối hồn cốt này hẳn sẽ không quá khó khăn, nhưng sự thật tàn khốc đã cho lão biết, độ khó khi dung hợp khối hồn cốt này hoàn toàn vượt khỏi sự tưởng tượng của lão. "Tiêu Tiêu, cố chịu." Huyền lão khẽ quát một tiếng, lúc này không ai có thể giúp đỡ cô bé được, quá trình dung hợp hồn cốt phải nhờ vào sức lực của chính bản thân mình, nếu có người ngoài giúp đỡ vậy thì tác động ấy cũng sẽ bị kéo vào, nếu Huyền lão làm thế thì trừ phi lão lúc nào cũng đi bên cạnh Tiêu Tiêu hơn nữa còn không ngừng rót năng lượng của mình vào cơ thể cô bé, nếu không khối hồn cốt ấy cũng sẽ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, sư phụ, tay con sắp tan chảy rồi, con không thể chịu được nổi. Tiêu tiêu khẽ rên một tiếng, rốt của cô bé cũng không ngồi khoanh chân dưới đất được nữa mà nghiêng người ngã xuống, cánh tay phải của cô đặt dưới mặt đất như muốn hòa vào lớp bùn bên dưới, bấy nhiêu đã đủ thấy hiện nay cô bé đang phải chịu nỗi đau đớn dày vò lớn như thế nào. Có thể thấy lúc này ánh sáng trên bàn tay của cô bé dần lan rộng khắp cánh tay rồi, cả người tiêu tiêu bắt đầu co rút kịch liệt không ổn hồn cốt cắn trả huyền lão rốt cuộc không để ý gì nữa vội vàng chạy đến đặt trưởng lên vai phải của cô bé lúc này mới có thể bình ổn lại luồng sáng màu vàng trên cánh tay cô không di chuyển nữa nhưng có thể thấy cánh tay phải của cô bé đã bắt đầu phình lên năng lượng bên trong càng lúc càng tích tụ nhiều cứ như sắp vỡ tan đến nơi rồi hồn cốt cắn trả là chuyện xui xẻo nhất trong quá trình hấp thụ hồn cốt nếu gặp phải thì nguy cơ hồn sư bị mất mạng khá cao Tình huống này thường xuất hiện trong trường hợp hồn sư không chịu đựng nổi nguồn năng lượng có trong hồn cốt, thế nên nguồn năng lượng ấy mới tự di chuyển và bắt đầu cắn trả chủ nhân tương lai của mình. Tiêu Tiêu hét lên một tiếng thảm thiết đánh thức Hoắc Vũ Hạo vào Phương Đông tỉnh dậy. Cả hai thấy Tiêu Tiêu đau đớn cũng hết sức kinh ngạc. Huyền lão, Tiêu Tiêu làm sao thế? Huyền lão cho mày, trầm giọng nói, hồn cốt cắn trả, khối hồn cốt ám kim khủng chảo hùng này ẩn chứa năng lượng quá bá đạo, tay phải của Tiêu Tiêu không chịu nổi năng lượng của nó. Hoắc Vũ Hạo vội la lên, vậy làm sao bây giờ? hắn cũng nhìn ra cánh tay phải của tiêu tiêu đang phình to kinh khủng, thậm chí ống tay áo cũng đã căng muốn rách ra rồi, huyền lão đau đớn nói. Nếu cứ tiếp tục như vậy sợ cánh tay của nó sẽ... Hà, Phương Đông giật mình nói. Huyền lão, ngài thật sự hết cách rồi sao? Năng lượng của ngài cũng không thể áp chế nổi khối hồn cốt ấy. Huyền lão lắc lắc đầu, nói. Không được, nếu ta mạnh mẽ áp chế, thì nguồn năng lượng từ cơ thể ta truyền vào sẽ giống như kiếp nổ của nguồn năng lượng đang bùng nổ bên trong làm như thế chỉ khiến tiêu tiêu sớm mất cánh tay hơn thôi nếu lúc này ta chưa có hồn cốt ở cánh tay phải thì ta đã có thể thử dẫn dụ khối hồn cốt ấy đi ra ngoài nhưng tiếc là ta đã có rồi nên không thể làm được không thể hấp thu thêm gương mặt tiêu tiêu lúc này đã xanh như tàu lá cánh tay phải của cô bé liên tục đau đớn mà run dày cả người vẫn không ngừng co rút nếu không phải có phong ấn của huyền lão chỉ e nguồn năng lượng cắn trả bên trong đã sớm lan tràn khắp toàn thân đừng nói cánh tay ngay cả sinh mệnh của cô bé cũng sẽ bị đe dọa huyền lão để con thử xem hoác vũ hạo dứt khoát nói khi quyết định chuyện này hắn không quá lo lắng giọng nói cũng vô cùng kiên quyết trong số những người ở đây ngoài tiêu tiêu ra thì chỉ còn có hắn là chưa có hồn cốt ở cánh tay phải nếu hắn có thể làm một giường dẫn di chuyển khối hồn cốt này đi thì sẽ có thể cứu được tiêu tiêu nếu còn có phần trăm cứu vãn thì hắn tuyệt đối không chờ mắt nhìn tiêu tiêu mất đi cánh tay như vậy con huyền lão vừa nghe hắn nói liền chấn động vũ hạo tu vi của con còn chưa đột phá cấp 30, tiêu tiêu đã không chịu đựng nổi thì làm sao con vượt qua được huống chi hiện giờ năng lượng của khối hồn cốt này đã bị kích phát khi dùng hợp nó sẽ điên cuồng hơn bình thường rất nhiều hoác vũ hạo cường cười nói huyền lão người hãy tin con còn ít nhất nắm bảy phần thành công có lẽ mục lão đã nói cho ngài biết những thứ có trên cơ thể con con có một khối hồn cốt thân thể vô cùng mạnh mẽ con cũng nhờ khối hồn cốt này mà cơ thể được cải tạo tốt hơn rất nhiều tiêu tiêu tuy đã từng tu luyện huyền ngọc thủ của đường môn nhưng cậu ấy nhập môn sau con rất lâu dĩ nhiên độ thuần thục sẽ không bằng con, cộng với vũ hồn thứ hai của con có một kỹ năng gọi là băng đế chi ngao, cũng cực kỳ mạnh mẽ, sức chịu đựng chắc chắn cao hơn cậu ấy nhiều. Huyền lão hít sâu một hơi, hai mắt sáng rực nhìn Hoắc Vũ Hạo, "Bé con, lão phu không nói nhiều, nếu lần này con vì nó mà bị thương, lão phu có liều cái mạng già này cũng quyết giúp con hồi phục." Vương Đông đứng phía sau cũng không lên tiếng ngăn cản Hoắc Vũ Hạo, hắn chỉ nắm chặt góc áo của Hoắc Vũ Hạo, cho dù cả ba đều là bạn bè nhưng thân lạ khác nhau, rõ ràng ở học viện sử lai khắc này người thân với phương đông nhất là hoắc vũ hạo dĩ nhiên hắn không muốn hoắc vũ hạo đi mạo hiểm rồi hoắc vũ hạo ra vẻ như không hiểu được tâm ý của phương đông hắn bước nhanh về trước tay trái nhẹ nhàng đẩy bàn tay của vương đông đang nắm chặt cầu áo mình đồng thời cũng tiến đến nắm lấy tay phải của tiêu tiêu khi hai bàn tay chạm vào nhau cả người hoắc vũ hạo không khỏi run rẩy lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự nóng rực và cháy bỏng như thế này hơn nữa nguồn năng lượng khủng khiếp ấy còn không ngừng dày vào cánh tay của tiêu tiêu nháy mắt khi hắn nắm lấy tay tiêu tiêu nguồn năng lượng nhanh chóng chuyển sang cơ thể hắn nếu so về ý niệm dĩ nhiên hoác vũ hạo sẽ không thua kém ai cho dù lúc này con ám kim khủng chảo hùng còn sống thì cũng không thể thắng được hắn về phương diện tinh thần lực huyền lão trầm giọng nói ta chuẩn bị bắt đầu đây dạ hoác vũ hạo trả lời vô cùng ngắn gọn hắn ngồi xuống trước mặt tiêu tiêu điều chỉnh hô hấp của mình sau đó chuẩn bị cho bước tiếp theo có điều lúc này hắn kinh ngạc phát hiện không ngờ thiên mộng và băng đế ở trong thế giới tinh thần của hắn rõ ràng đều đã tỉnh dậy nhưng không lên tiếng nhắc nhở hắn dường như cả hai không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì vậy một luồng hồn lực đậm đặc nhanh chóng chuyển khắp toàn thân huyền thiên công tập trung vào cánh tay phải huyền lão ở bên bên kia cũng bắt đầu vận công nguồn năng lượng kinh khủng tự ám kim khủng trào hùng bắt đầu điên cuồng di chuyển nếu không có hoác vũ hậu tạo một con đường dẫn tháo nước có lẽ nguồn năng lượng này đã phá nát cánh tay tiêu tiêu mà thoát ra rồi dù sao sức chịu đựng của cô bé chỉ có hạn mà lúc này nguồn năng lượng từ ám kim khủng chảo hùng bắt đầu theo đường thoát nước mà hoắc vũ hạo vừa tạo điên cuồng di chuyển sang cơ thể hắn nguồn năng lượng vừa chui vào cơ thể hoắc vũ hạo hắn liền cảm nhận được nỗi đau đớn mà nãy giờ tiêu tiêu phải chịu đựng cảm giác nóng bỏng điên cuồng tàn sát khắp nơi giống như có vô số thanh đao be bé, bé nóng như lửa đỏ điên cuồng cắt lên bàn tay hắn cơn đau này làm cả người hoắc vũ hạo run dày từng cơn nhưng tích tắc sau hắn đã ổn định lại cơ thể ban nãy khi hắn quyết định giúp tiêu tiêu cũng đã dự tính đến tình huống xấu nhất nếu bản thân mình không khống chế được nguồn năng lượng này thì cùng lắm chỉ bị phế đi bàn tay phải chứ không mất hẳn cả cánh tay như tiêu tiêu trong ba người hắn thân là đội trưởng hắn lại còn là người duy nhất ở đây có thể cứu vãn tình hình cho nên hắn chỉ còn cách nhắm mắt đưa chân có điều hắn tin tưởng bản thân mình có thể vượt qua đầu tiên hắn không nghĩ khối hồn cốt ám kim khủng chảo hùng này còn kinh khủng hơn khối hồn cốt thân thể của băng bích đế hoàng hạt ngày trước cơn đau khủng khiếp như thế mà hắn cũng có thể chịu đựng được thì khối hồn cốt của ám kim khủng chảo hùng bình thường này đáng là gì chẳng lẽ nếu có chuyện, mấy đại gia trong cơ thể hắn sẽ đứng im không giúp hắn sao? Đây chính là lá bài tẩy duy nhất khiến hắn nắm chắc bản thân không bị mất cả cánh tay như vậy, sự thật chứng minh suy nghĩ của Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn chính xác. Tu vi Huyền Ngọc thủ của hắn hơn xa Tiêu Tiêu, khi luồng năng lượng nóng bỏng ấy truyền vào cánh tay hắn, cánh tay hắn liền tản mát ra một tầng xương băng sáng bóng, mạnh mẽ áp chế không cho nguồn năng lượng ấy tự do lan tỏa, không chỉ có thể Hoắc Vũ Hạo còn mơ hồ cảm nhận được khối hồn cốt thân thể của băng bích đế hoàng hạt bắt đầu sáng lên, xuyên qua cơ thể hắn, ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp xa bên ngoài, hơi thở ám kim khủng chảo hùng dù sao cũng là đến từ hồn thu ám kim khủng chảo hùng, tuy huyết mạch của nó rất mạnh nhưng so với băng bích hạt thì chỉ là đom đóm với ánh trăng, huống chi vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo còn là băng bích đế hoàng hạt, vương giả trong vương giả, xét về huyết mạch, hắn hoàn toàn áp đảo, đồng thời, Hoắc Vũ Hạo còn không chút do dự sử dụng kỹ năng băng đế chi ngao nữa. Ban nãy khi tiêu tiêu dung hợp hồn cốt là ở trong trạng thái không hề có chuẩn bị, lại càng không có kỹ năng mạnh bảo vệ bàn tay còn hoác vũ hạo lại có hồn kỹ băng đế chi ngao vừa được phóng ra hoác vũ hạo lập tức cảm nhận được áp lực giảm đi rất nhiều bàn tay phải tuy vẫn đau đớn như trước nhưng nguồn năng lượng ấy không thể di chuyển qua khỏi cổ tay được ánh sáng màu ánh kim bắt đầu xuôi chảy khiến những viên chân trâu bé bé có hình dạng như kim cương bao quanh bàn tay hoác vũ hạo cũng dần sáng lên kim cương là vật thể không màu trong suốt một khi được ánh sáng từ khối hồn cốt ám kim khủng chảo hùng chiếu vào liền trở nên lấp lánh rực rỡ cả bàn tay của hoác vũ hạo lúc này rực rỡ vô cùng ánh mắt của huyền lão nào phải tầm thường khi lão thấy bàn tay của hoác vũ hạo sáng rực lên liền thầm thở phào có lối thoát rồi năng lượng của ám kim khủng trào hữu trưởng cốt theo đó rớt vào trong tay bàn tay phải hoác vũ hạo cơn đau của tiêu tiêu cũng nhanh chóng thuyên giảm cánh tay phải phình lên cũng bắt đầu khôi phục lúc trước cô bé bị đau khổ cha tần không nói nên lời nhưng những lời nói của hoác vũ hạo và huyền lão cô bé đều nghe rất rõ nhìn thấy vẻ kiên định trên khuôn mặt hoác vũ hạo trong mắt tiêu tiêu hiện lên vẻ không hoàn toàn chỉ là cảm kích năng lượng của ám kim khủng trào thực tế không phải là thuộc tính hỏa mà là thuộc tính kim chính là đem tính sắc bén của kim thuộc tính phát ra vô cùng khủng bố thậm chí hoắc vũ hạo có thể cảm nhận được lực lượng của ám kim khủng trào kia đang tranh đấu cùng với lực lượng của băng đế bên trong tay phải mình phát ra tiếng vang không ngớt băng đế tuy rằng có thể chấn an ám kim khủng trào nhưng mà ý niệm của ám kim khủng trào này lại không thấy giảm bớt chút nào hơn nữa bởi vì có lực lượng của băng đế ở đây nên cũng không chịu dung hợp với bàn tay phải của hắn Rốt cuộc, toàn bộ lực lượng của ám kim khủng trào cũng đi vào bên trong tay phải của Hoắc Vũ Hạo. Tiêu Tiêu rên nhẹ một tiếng rồi ngất đi trong lòng Huyền Lão. Phương Đông không thể ngăn cản Hoắc Vũ Hạo. Lúc này hắn lại phản ứng rất nhanh, vội vàng đỡ lấy Tiêu Tiêu trong lòng Huyền Lão. Hắn làm vậy là để cho Huyền Lão dành tay trợ giúp Hoắc Vũ Hạo. Huyền Lão đứng bên người Hoắc Vũ Hạo, lo lắng nhìn hắn. Tình hình của Hoắc Vũ Hạo bây giờ như thế nào lão biết rất rõ, nhưng mà lão càng biết mình không thể dễ dàng ra tay. Chỉ cần Hoắc Vũ Hạo còn có thể áp chế được cỗ lực lượng kia, thì sẽ còn có thể liên tục hấp thu nó, không chỉ vì hồn cốt kia chân quý mà vì càng lo cho cánh tay phải Hoắc Vũ Hạo, khi tất cả năng lượng của ám kim khủng trào tiến vào tay phải của mình, Hoắc Vũ Hạo đã bắt đầu cảm thấy lực lượng của băng đế và huyền ngọc thủ áp chế không nổi không ngừng tàn phá cánh tay phải của mình, có hồn kỹ quấy phá, chính mình căn bản không thể hấp thu khối hồn cốt này, nhưng mà bây giờ nếu đem lực lượng băng đế triệt tiêu, như vậy mình phải dựa vào ý niệm kiên cường cùng với thân thể cứng cỏi đối mặt với thống khổ của khối hồn cốt này, nghĩ tới chuyện này, trong lòng hoắc vũ hạo không khỏi có chút buồn cười. hắn nhịn không được nghĩ đến mình có thù oán với những hồn cốt này hay không mà bất kể khối hồn cốt đầu tiên hắn dung hợp là khối hồn cốt thân thể của băng bích đế hoàn hạt hay là khối hồn cốt cánh tay trái của băng bích hạt sau đó bây giờ để khối hồn cốt bàn tay phải của ám kim chỉ cốt không một cái nào là dung hợp thoải mái. độ nguy hiểm của lần này tuy kém hơn với lần dung hợp khối hồn cốt thân thể của băng bích đế hoàn hạt nhưng chắc chắn đau đớn mà hắn phải chịu cũng không kém bao nhiêu. tuy nhiên chuyện mà rất nhiều người không muốn đối mặt không có nghĩa là không thể đối mặt hơn nữa đây cũng không có nguy cơ uy hiếp đến tính mạng nên khi hắn sắp sửa không thể áp chế được nữa hắn liền chọn cách cuối cùng là dũng cảm đối mặt hắn hít sâu một hơi hồn lực huyền thiên công bên trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển xong một chu kỳ hai mắt thoát vũ hạo chập rãi nhắm lại ngay sau đó ánh sáng rực rỡ trên bàn tay phải cũng tắt đi chỉ còn lại một màu vàng nhạt vương đông đưa tay lên che miệng mình cô nén một tiếng kinh hô thân thể huyền lão cũng chấn động trong mắt lão trừ bỏ khiếp sợ lại càng thêm tán thưởng từ tận đáy lòng kiên cường dũng cảm hai từ này nói ra đơn giản nhưng ở lúc quan trọng liệu có mấy người làm được vượt khó mà lên chính là bản sắc nam nhi hay cho một hoác vũ hạo cơn đau truyền đến vô cùng dữ dội khiến hoác vũ hạo có cảm giác như khối hồn cốt ám kim khủng trào kia thật sự muốn xé nát toàn bộ bàn tay phải của mình ý niệm điên cuồng kia nhanh chóng khoách trương về phía trước bắt đầu chuẩn bị xông vào cánh tay của hắn rõ ràng nhờ năng lượng của ám kim khủng trào dẫn dắt mà ý niệm điên cuồng lại một lần nữa bùng nổ nếu hắn để ý niệm kia bùng nổ thì hắn sẽ trở thành một tiêu tiêu thứ hai ngay lúc này hoắc vũ hạo đã đưa ra một quyết định chính xác nhất bằng vào ý chí kiên cường và nghị lực cứng cỏi của mình hắn hoàn toàn bỏ qua đau đớn của bàn tay phải nữa tự như tay phải lúc này không phải là của hắn tinh thần lực điên cuồng đánh thẳng vào luồng ý niệm kia cùng lúc đó trên trán hắn thoáng hiện một tia sáng màu xanh biếc khí tức sinh mệnh nồng đậm trong khoảng khắc tràn ra hai mắt khép kín của hoắc vũ hạo liền mở to không những thấy con mắt thứ ba kia cũng chậm rãi nứt ra mà xuất hiện một tia sáng xanh ngọc hiện lên sinh linh thủ vọng nhanh chóng chiếu vào cổ tay phải hắn tức thì tia sáng xanh ngọc kia nhanh chóng lan rộng ra khí tức sinh mệnh dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực mạnh mẽ trói chặt nguồn năng lượng của ám kim khủng trào vào bên trong bàn tay phải đây là quyền lão chấn động hiển nhiên trong một khắc này lão đã nhìn ra đấy là thanh đao khác nhưng vì sao hoắc vũ hạo lại có thêm con mắt thứ ba lúc này hắn chỉ có thể nghĩ đến một khả năng là vũ hồn bản thể của hoác vũ hạo đã thức tỉnh lần thứ hai trên bàn tay phải của hắn lúc này không chỉ xuất hiện mỗi ánh sáng màu xanh ngọc mà nguồn năng lượng của sinh linh kim lúc trước dung hợp với cơ thể hắn dần dần hiện ra khí tức sinh mệnh nồng đậm từ trên người hắn tỏa ra cho dù là huyền lão hay là phương đông khi cảm nhận được khí tức sinh mệnh kia cũng đều cảm thấy vô cùng thoải mái đây chính là con bài chưa là thứ hai khiến hắn nắm chắc phần thắng khi quyết định cứu giúp tiêu tiêu hắn có chút kích động nhưng cũng rất tự tin vào thực lực của mình sức mạnh của băng đế chủ động phát ra đối kháng với lực lượng ám kim khủng trào cũng đã một phần áp chế không cho chúng tàn phá thêm lúc này khi có sự xuất hiện của sinh mệnh lực từ sinh linh thủ vọng nó lại bị áp chế thêm một lần nữa nếu như thế này vẫn không thể dùng hợp được ám kim khủng trào hữu trưởng cốt vậy thì hắn chỉ đành chịu bất hạnh sự thật lại một nữa chứng minh sự cường đại của sinh linh kim sinh mệnh lực nồng đậm kia như cảm nhận được tay phải hoác vũ hạo đang bị tàn phá liền nháy mắt tràn tới từ linh thánh pháp thần vong linh thiên tai y Lại khắc tư từng nói qua nguồn năng lượng sinh mệnh khổng lồ của sinh linh kim bây giờ hoắc vũ hạo đã cảm nhận được cuộc chiến với nguồn năng lượng điên cuồng của ám kim khủng trào kia như là một bên phá hoại một bên tái tạo lại sinh mệnh lực khổng lồ của sinh linh kim không ngừng cung cấp tài nguyên cho việc tái tạo năng lượng phá hoại của ám kim khủng trào hoàn toàn không thể ngăn cản được sinh mệnh lực cường đại của sinh linh kim tay phải hoắc vũ hạo lúc này đã hoàn toàn ổn định lại chẳng qua chỉ là ổn định nhưng đau khổ thì cũng không ít đây là một loại đau khổ lần đầu hoắc vũ hạo trải qua ám kim khủng trào phá hoại khiến hắn cảm thấy đau nhức mà sinh mệnh lực của sinh linh kim khôi phục lại khiến cho miệng vết thương ngứa ngáy đau nhức và ngứa ngáy song hành đây là loại tra tần thế nào đây hoác vũ hạo từng trải qua đau đớn lúc dung hợp với khối hồn cốt thân thể vậy mà lúc này cũng không chịu được mà cả người ướt đẫm mồ hôi từng giọt từng giọt mồ hôi không ngừng từ trên trán hắn rơi xuống một lát sau y phục trên người hắn đã ướt đẫm cả người đều tản ra một tầng xương mờ nhạt đây là lần đầu tiên vương đông chứng kiến dáng vẻ đau khổ hoác vũ hạo trong nội tâm lúc này đã rung động đến tột đỉnh, tu vi của hắn, Hoắc vũ hạo và tiêu tiêu cũng không hơn kém bao nhiêu, trạng thái thân thể mọi người cũng không khác biệt nhiều lắm. Tình hình tiêu tiêu dung hợp khối hồn cốt ban nãy Phương Đông đã thấy rất rõ ràng, tiêu tiêu căn bản không kiên trì được bao lâu liền từ bỏ kháng cự, có thể thấy được đau khổ kia là mãnh liệt đến mức nào, nhưng lúc này Hoắc vũ hạo có thể thừa nhận, so với tiêu tiêu khi trước càng thêm mãnh liệt, Hoắc vũ hạo là người có chung vũ hồn dung hợp với hắn nên lúc này vương đông cũng cảm ứng được tình trạng hoắc vũ hạo chỉ một chút cảm giác được truyền về linh hồn trao đổi cũng đã khiến Vương Đông dùng mình một cái. Lúc này Vương Đông mới chính thức cảm nhận được thế giới nội tâm của Hoắc Vũ Hạo Cường đại thế nào. Mặc dù thân thể hắn ngồi kia thỉnh thoảng run lên một chút, nhưng toàn thân lại ngồi rất ngay ngắn, biểu cảm trên khuôn mặt cũng không có nhiều biến hóa, thậm chí cũng chẳng nhíu mày một cái. Mồ hôi giọt lớn giọt nhỏ rơi xuống, thậm chí còn có thể mơ hồ nghe được khung xương trên tay phải hắn thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng vang. Vương Đông cũng không đành lòng xen tiếp, đâu chỉ mình hắn rung động huyền lão tu luyện đã hơn trăm năm, đối với các loại tình trạng của hồn sư cũng có hiểu biết tương đối, hắn hiểu được tuy là hoắc vũ hạo nhờ vào chuôi đau khắc thần kỳ chế trụ lực lượng ám kim chỉ trào. Nhưng thực tế hắn có thể thừa nhận đau khổ lớn hơn là nhờ vào ý chí kiên định của bản mình khi cố nén phần đau khổ này lại. Đây thật là việc mà một đứa trẻ chỉ 12 tuổi có thể làm được sau. Hắn đã trải qua khó khăn đau khổ thế nào mới có thể rèn luyện được ý chí cứng cỏi như vậy. Hoác Vũ Hạo không biết được suy nghĩ của huyền lão và phương đông, thậm chí hắn chỉ mới có cảm giác dần dần thích ứng được phần thống khổ này. Tay phải dù sao cũng chỉ là tay phải, lúc trước dùng hợp với thân thể hồn cốt của băng bích đế hoàng hạt mới chính là đau khổ toàn thân A. Cảm giác của hắn dần dần thăm dò vào bên trong tay phải, hắn phát hiện toàn bộ tay phải mình đều phát sinh biến hóa kỳ lạ. Lúc trước cảm giác khung xương vỡ vụ cũng không phải thật sự bị nghiền nát mà là xuất hiện vô số vết nứt, sau đó năng lượng ám kim khủng trào bắt đầu theo vết nứt này dung nhập vào bên trong tay phải của mình. Sinh mệnh lực khổng lồ không ngừng chữa trị xương cốt tay phải, mà ý niệm điên cuồng của ám kim khủng trào cũng phá hoại liên tục không ngừng, lực phá hoại này không lớn, nhưng cực kỳ đau khổ, mà sau khi luồng năng lượng kia liên tục dung nhập, tay phải Hoắc Vũ Hạo bắt đầu thay đổi, ban đầu dưới sự làm dịu của sinh linh kim, khung xương Hoắc Vũ Hạo mơ hồ hiện lên một màu vàng nhạt, đó là biểu hiện của sinh mệnh lực cường đại, mà lúc này tay phải của hắn cũng đã biến thành màu vàng nhạt, khung xương như lớn thêm một chút, nhưng cũng không rõ ràng, phía trên năm ngón tay hơi rộng, phía dưới thu nhỏ lại, tựa như một lưỡi dao sắc biến ngay cả da thịt chung quanh cũng không ngừng thay đổi, lực lượng không ngừng nén vào khung xương, sau đó dần dần thành hình. Hoắc Vũ Hạo giật mình phát hiện, xương bàn tay phía trên của mình dần dần xuất hiện những đường vân kỳ dị, trên xương ngón tay và xương bàn tay của hắn bắt đầu xuất hiện những đường vân sắc bén. Đây là một hoa văn có hình tam giác được hợp thành một cách tỉ mỉ từ những đường vân vô cùng tinh xảo, dường như bên trong mỗi đường vân ấy đều ẩn chứa một nguồn năng lượng nào đó. Những tia năng lượng ấy nương theo đau đớn từ từ hòa vào ý thức của Hoắc Vũ Hạo, thời gian thám thoát trôi, sắc trời dần dần sáng, thoáng cái đã qua một đêm, mà mồ hôi trên người hoác vũ hạo cũng không còn ra nhiều nữa, màn xương cũng dần tiêu tán. Lưỡi đào ánh sáng màu xanh biếc từ sinh linh thủ vọng ở trên trán hoác vũ hạo, veo một cái bay ra, miệng vết thương bị nó đâm vào nháy mắt liền khép lại, ngay sau đó, hoác vũ hạo khẽ gầm gừ một tiếng, cánh tay phải giơ lên cao, đầu năm ngón tay phụt một tiếng vun ra đầy máu tươi. Vương Đông trông thấy thế cứ tưởng bàn tay hắn nổ tung vì không chịu đựng nổi nguồn năng lượng kia nữa, nhất thời kinh hãi kêu to nhưng tức thì liền có một luồng áp lực mạnh mẽ phủ xuống áp chế hắn không thể cử động huyền lão liếc mắt nhìn hắn bằng vẻ mặt nghiêm khắc lắc đầu cũng ngay lúc này năm ngón tay của hoác vũ hạo chợt bắn ra năm tia sáng màu vàng nhạt năm tia sáng này dài chừng một thước hai nhỏ dần từ đầu ngón tay đến điểm cuối trông rất giống một lưỡi đao khi nó vừa xuất hiện bầu không khí xung quanh dường như không kiềm được mà phát ra từng tiếng gào thét toàn bộ cánh tay phải của hắn cũng đã gần như biến thành màu vàng nhạt ấy rồi miệng vết thương trên đầu ngón tay của hắn nhanh chóng liền lại, ngón tay và lưỡi đao ấy trông như hòa vào nhau, tuy hai mà một, nhưng lưỡi đao ánh sáng ấy trông vô cùng sắc bén và cứ như được kéo dài từ những đầu ngón tay của hắn vậy. Ngay sau đó, ánh sáng màu vàng lợt từ bàn tay hắn đã di chuyển khắp cánh tay phải và dần dần muốn lan tỏa khắp cơ thể. Nhìn qua lúc này Hoắc Vũ Hạo giống như được màn ánh sáng này không ngừng tẩy rửa, cũng trong tích tắc đó, hai trong mắt màu vàng của hắn sáng lên một cái rồi biến mất, Hoắc Vũ Hạo thở vào một hơi, cả người hắn lúc này sáng bừng cũng nhờ có huyền lão ở bên cạnh giúp đỡ nên hắn mới thuận lợi thế này các đầu ngón tay của ám kim khủng trào kia lặng yên đâm vào lòng đất hoác vũ hạo dường như cảm nhận được cái gì đó hắn theo bản năng khẽ nắm tay nhiều ám kim khủng trào lên hắn liền nhìn thấy lòng bàn tay màu vàng lợt của mình những lưỡi dao sắc bén lặng lẽ biến mất tay phải dần dần bình thường trở lại dường như ánh sáng màu vàng lợt kia cũng tan biến chui vào bên trong cuối cùng cũng thành công hoác vũ hạo thở phào nhẹ nhõm vương đông và tiêu tiêu đều đã tỉnh táo lại cả hai nhào đến bên cạnh hắn vẻ mặt vô cùng thân thiết và quan tâm trong sự thân thiết của tiêu tiêu còn có một chút cảm kích nữa hoắc vũ hậu hượng cười nhìn tiêu tiêu nói đã cướp hồn cốt của cậu rồi tiêu tiêu ngẹn ngào nói lớp trưởng sao cậu lại nói thế nếu không có cậu tay của mình đã hoắc vũ hậu cười to nói yên tâm đi mình không ép cậu lấy thân báo đáp đâu giọng nói của huyền lão cũng đã đầy vẻ thoải mái cha dung hợp hoàn toàn rồi không còn vấn đề gì nữa thật không ngờ dung hợp khối hồn cốt ám kim khủng trào này còn đau đớn và khủng khiếp vượt xa dự đoán của ta nếu không phải có thanh đao khác mang theo sinh mệnh lực kỳ lạ kia của vũ hạo e là cũng không thể thành công muốn dung hợp khối hồn cốt này ít nhất phải có tu vi bậc hồn thánh nhờ vào vũ hồn chân thân tăng cường cơ thể mới được vũ hạo lão phu không thể không nói với tuổi của ngươi ngươi có thể quyết đoán và kiên trì như thế quả thật là người đầu tiên lão phu cảm thấy bội phục hoặc vũ hạo gượng cười nói huyền lão hôm nay chúng ta hẳn là phải nghỉ ngơi một ngày rồi hắn vừa nói xong cũng không đợi huyền lão trả lời đã như có tính toán trước bằng ngã vào lòng vương đông sau một ngày một đêm nay thu hoạch của hoắc vũ hạo có thể nói là khá hơn nhưng đồng thời cũng quá nguy hiểm cho dù huyền lão lúc nào cũng đi bên cạnh bọn họ cũng phải hết hồn mấy lần bởi vì trên đời này không phải chuyện gì cũng có thể điều khiển trong lòng bàn tay nhưng dù nói thế nào kết quả thế này đã là quá tốt rồi tiêu tiêu có được hồn hoàn thứ ba còn hoắc vũ hạo thì có được khối hồn cốt thứ ba lại còn là khối ngoại phụ hồn cốt bàn tay phải ám kim khủng trào cực kỳ hiếm thấy nữa thành minh thủ đô đế quốc nhật nguyệt học viện nhật nguyên hoàng gia hồn đạo sư minh đức đường người chắc chắn một bóng người toàn thân đen nhánh lẳng lặng đứng trước mặt đường chủ minh đức đường kính hồng trần nói theo giọng nói khàn khàn và dáng người kia có thể đoán người này là một người đàn ông cao lớn chẳng qua người nọ mặc một bộ áo choàng màu đen phủ kín toàn thân hơn nữa còn đội thêm một cái mũ rộng vành hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ dung mạo của hắn nữa dĩ nhiên là chắc ta mới trở về từ học viện sử lai khắc ta nghĩ các ngươi hẳn là sẽ hưng thu với hắc phượng hoàng người nói với ta chuyện này có ý gì mà học viện sử lai khắc cũng không phải muốn vào là vào dễ như vậy người đàn ông mặc quần áo màu đen trầm giọng nói kính hồng chân mỉm cười nụ cười làm lớp thịt béo ú trên gương mặt núc ních của lão như bị đè ép xuống ta biết ngươi đang lo chuyện gì học viện sử lai khắc đúng là sâu không lường được có vị cường giả gọi là mục lão kia trấn giữ thì bất kể là các ngươi hay ta đều không dám liều lĩnh vào cướp người và đời ăn cướp chẳng khác nào là muốn lìa đời nhưng nếu có thể dẫn dụ vị cường giả dạ ấy rời khỏi học viện sử lai khắc thì thế nào đây người đàn ông kia trầm giọng nói nói cụ thể một chút hai mắt kính hồng trần hít lại một tia sáng lạnh lùng chợt lén lên thấp giọng nói gì đấy người đàn ông kia vừa nghe vừa liên tục gật đầu khoảng 15 phút sau người đàn ông kia đã có vẻ vô cùng đồng tình với những lời kính hồng trần vừa nói nếu được như thế thì đây đúng là một cơ hội lớn hắc phượng hoàng hàng lâm thánh nữ trở về chúng ta nhất định phải chuẩn bị nghênh đón thánh nữ nếu chuyện này thành công thì bồn giáo nhất định sẽ hậu tạ giọng nói khàn khàn của người đàn ông kia đã có thêm chút hương phấn, thậm chí còn có chút kích động giống như người bệnh tâm thần, thành thiên đấu, thủ đô đế quốc thiên hồn, một bóng người nhỏ nhắn có chút cô độc lặng lẽ xuất hiện ở ngã tư đường, đường nhã về đây đã gần một tháng, mà gương mặt vui tươi luôn hé môi cười cũng chưa một lần trở về trên gương mặt của cô, sắc mặt của cô càng lúc càng tái nhợt, nếu so với trước kia thì vẻ đẹp của cô vẫn thế nhưng yếu đuối hơn nhiều, thành thiên đấu là quê hương của cô, nơi cô sinh ra và lớn lên. Mãi đến 5 năm, năm trước, khi giới hồn sư sắp xếp lại thứ tự tông môn đã cướp đi của cô hết tất cả mọi thứ, sự suy yếu của đường môn đã liên tục kéo dài suốt mấy ngàn năm rốt cuộc cũng đã đi đến hồi kết, diệt vong, ba và mẹ của cô, cũng vậy, nghĩ đến đây, nước mắt nơi khóe mi của cô bỗng tràn ra, ba, mẹ, bất kể phải trả giá lớn như thế nào, con cũng phải làm tái hiện lại được huy hoàng của đường môn năm xưa, đường nhã phường nghĩ vừa nắm chặt lấy nắm tay bé sinh của mình, cô không thể đợi được đến lúc hoác vũ hạo, vương đông và tiêu tiêu bế quan trở ra càng không quan tâm đến sự phản đối của bối bối mà thôi học ở học viện sử lai khắc. Sau khi thôi học, cô lập tức trở về thành thiên đấu, dùng số tiền mình và bối bối dành dụng được, mua một căn nhà nhỏ. Theo kế hoạch của cô, cô định đầu tiên sẽ ổn định cuộc sống tại thành thiên đấu này, kế đó mở một trụ sở nhỏ bắt đầu thu nhận đệ tử, kế đến xây dựng nền móng ở đây, đợi ngày bối bối và mấy người hoác vũ hạo thành tài trở về khôi phục uy danh của đường môn. Nhưng khi cô về đến đây, cô mới hiểu tại sao bối bối lại khuyên mình đừng nên vội vàng như thế cuộc sống đâu phải lúc nào cũng đơn giản như lý thuyết mà cô Hằng tưởng tượng. Đầu tiên là chuyện tiền bạc, tiền cô mang theo cho người tính ra không ít nhưng sau khi mua nhà, cô tính toán lại chi tiêu cần dùng để gây dựng đường môn liền phát hiện một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng là hiện nay, cô hoàn toàn không có một nguồn thu nào. Cô không thể nào chạy về học viện sử lai khắc lấy tiền của bối bối, bối bối dĩ nhiên sẽ cho cô, nhưng nội tâm kiêu ngạo của cô không cho phép cô làm như vậy, kế đến là người. Trước đây khi cô rời khỏi thành thiên đấu chỉ là một cô bé 10 tuổi đầu, hiện tại đã 5 năm trôi qua, một cô bé 15 tuổi như cô ngẩng đầu nhìn tòa thành to lớn trước mắt, làm sao lại không cảm thấy cô độc. Đường Nhã từng thử tìm một số bạn bè cũ của ba mẹ cô nhưng ai thấy cô đều tránh như tránh ôn dịch. Hơn nữa, tin cô trở về đã đến tai đám người ngày xưa cướp lấy đất đai của Đường Môn, bọn họ đã bắt đầu quá trình chèn ép khiến cô không thể thở nổi nữa rồi, đến cả việc ra ngoài mua một vài vật dụng bình thường cũng bị người ta nâng giá. Mọi chuyện xảy ra trong một tháng này đã giúp cô hiểu cái gì gọi là lòng người sự thù hận trong lòng cô càng lúc càng dâng cao như một miệng núi lửa bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào cô bắt đầu cảm thấy việc xây dựng lại đường môn quá khó bờ vai bé nhỏ của cô gần như không thể chịu đựng nổi gánh nặng to lớn ấy nữa phía xa xa một cánh cửa thật lớn xuất hiện trong tầm mắt cô đường nhã mỉm cười hai hàng nước mắt gần như cùng lúc chảy xuống cánh cửa ấy cao chừng hai trượng rộng khoảng năm trượng cả vách tường hai bên kéo dài chừng hơn hai mươi thước được sơn màu đỏ thắm mang đầy vẻ trang nghiêm cô ngẩng đầu lên nhìn bên trên cửa có một cái bảng to đề ba chữ thiết huyết tông hai bên cửa còn treo hai cái biển lớn khác trái viết thiết huyết đan tâm phải viết ngạo cốt trường tồn đúng vậy nơi này trước đây chính là đường môn mặc dù không phải là nơi mà vạn năm trước đường môn xuất hiện lần đầu tiên nhưng dù sao nó cũng đã có lịch sử gần ba ngàn năm nhưng bây giờ lại mang cái tên thiết huyết môn đây là một sự sỉ nhục lớn đến mức nào chứ đây là nhà của ta là gia đình của ta đường nhã giơ tay phải lau đi nước mắt trên khóe mi giờ phút này hai trong mắt của cô mơ hồ thoáng hiện một tia sáng màu đỏ rực hơi thở của cô cũng sắc bén hơn trước thiết huyết tông không ra tay với cô ngay trong thành này cũng vì thành thiên đấu cũng là nơi ở của hoàng thất đế quốc tinh đấu hơn ừ nữa bọn họ biết đường nhã đang là đệ tử của học viện sử lai khắc bọn họ làm sao dám làm bừa được mà đường nhã rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi sự tra tấn kia mà dừng chân trước ngôi nhà ngày xưa của mình cô không thể chịu đựng nổi sự đau đớn này nữa cô bước đi trong vô thức, cuối cùng đã đến nơi chứa đầy kỷ niệm kia, trong lòng cô lúc này chỉ có mỗi một suy nghĩ chính là báo thù. Đường Nhã bước đến trước cửa Thiết Huyết Tông, hít thở thật sâu, đột nhiên quát lên một tiếng, hai tay giơ lên, nhất thời vô số dây leo màu xanh đen lao ra, chia làm ba hướng, chỉ trong nháy mắt đã đánh nát bấy ba tấm biển bằng đồng kia, đồng thời từ dưới chân Đường Nhã cũng bay lên bốn cái hồn hoàn, nếu có bồi bội ở đây, hắn nhất định sẽ khiếp sợ vì tu vi của Đường Nhã, Đường Nhã chỉ mới đột phá cấp 30 được hơn một năm, ngay cả hắn và Từ Tam Thạch khi đột phá từ cấp 30 lên cấp 40 cũng không nhanh như vậy, căn bản bố bố hoàn toàn không biết đường, Nhã đã là một cường giả bậc hồn tông, Lam ngân thảo, không, lúc này vũ hồn của Đường Nhã đã không còn là Lam ngân thảo bình thường nữa, dây leo màu xanh đen không ngừng bay mua giống như là một con rắn khổng lồ, hai đồng tử của cô còn phát ra ánh sáng màu đỏ tím nữa, hai bên cửa lớn của Thiết Huyết Tông lúc này đúng là có đệ tử đứng trực, nhưng vì động tác của Đường Nhã quá nhanh, nên khi cô phá hủy ba tấm biển đồng kia xong rồi, hai gã đệ tử mới có phản ứng. Ngươi làm gì đó, muốn chết sao? Một gã đệ tử tức giận lớn tiếng mắng, có điều hắn vừa dứt lời liền thấy bốn cái hồn hoàn của đường nhã đang từ từ bay lên, hai vàng hai tím, gương mặt hắn liền lộ rõ phải sợ hãi. Bốn hồn hoàn, hồn tông, cấp bậc này ở trong học viện sử lai khác không phải là quá đặc biệt nhưng ở bên ngoài, kể cả các tông môn đều có thể xem là một cường giả cấp cao, hướng chi cấp bậc hồn hoàn của cô lại còn được sắp xếp với thứ tự tốt nhất như mấy người hoắc vũ hậu sau khi tham dự cuộc thi đấu hồn đại tái trở về liền cảm thấy tu vi của đám người đá hoa bân cũng không quá mạnh ở học viện sử lai khắc đường nhã có thể là một đệ tử bình thường nhưng so với một ít tông mông thì lại không phải là kẻ yếu lúc này trong đầu đường nhã chỉ có mỗi ý muốn báo thù hai nhánh lam ngân thảo đột nhiên vung lên nháy mắt quấn lấy cổ hai gã đệ tử thiết huyết tông kia không biết cô đã sử dụng hồn kỹ gì mà hai cây làm ngân thảo bỗng hóa thành màu tím sậm trong tiếng gào thê thảm có thể thấy hai gã đệ tử thiết huyết tông giống như bị một con rắn khổng lồ quấn lấy, nháy mắt sau đã biến thành đống thịt nát, máu tươi tràn ra liền thấm vào lam ngân thảo và hóa thành một vầng sáng bay vào trong cơ thể trong đường nhã, đồng thời sắc mặt của đường nhã lại càng thêm tái nhợt. A, à, trên tầng hai của tiểu lâu ở phía đối diện thiết huyết tông, có một ông lão đang ngồi, từ vị trí của lão trùng hợp lại có thể nhìn thấy rõ mọi chuyện phát sinh trước cửa thiết huyết tông, ánh mắt lão bỗng toát lên chút vui mừng, hai mắt híp lại, lộ vẻ suy tư, thiết lực, ngươi ra đây cho ta đường nhã quát lớn một tiếng, rồi bước nhanh qua cổng, đi thẳng vào bên trong. Hai nhánh lam ngân thảo vung lên vất hai cái xác của hai gã đệ tử thiết huyết tông lên bức tường đỏ thắm, tiếng kêu thảm thiết của hai gã khác cổng ban nãy đã làm chấn động cả thiết huyết tông. Một đám đệ tử ở bên trong nhanh chóng chạy ra, dẫn đầu là một gã có thân hình cao lớn, nhưng đôi mắt lại bé tí hí và mái tóc ngắn, ở giữa đỉnh đầu chọc lóc không có một sợi tóc, gã thấy đường nhã đã xông vào trong, đôi mắt nhỏ xíu liền hít lại. Cô bé, ngươi dám giết người của thiết huyết tông thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa lại xông vào lên cho ta gã trung niên có thân hình cao lớn này chính là thiếu tông chủ của thiết huyết tông thiết đường năm đó chính hắn đã đi cùng với cha mình là thiết lực mua chuộc quân bảo vệ thành nhân đêm tối bất ngờ đánh vào đường môn thực lực của đường môn khi đó thật sự quá yếu thế nên chỉ có mỗi mình đường nhã chạy thoát được thiết huyết tông tuy chỉ là một tông môn nhỏ nhưng có đến gần 200 đệ tử trong đó tông chủ thiết lực là cường giả cấp hồn đế dưới tay hắn còn có hai trưởng lão cấp hồn vương, tu vi của gã thiết đường này cũng đã đạt đến cấp bậc hồn tông. các ngươi đều chết đi. đường nhã đau buồn hét lớn, chân rậm xuống đất, thân thể mềm mại xoay tròng như một con quay. nhất thời, cảnh tượng giống như thiên nữ tán hoa, vô số ấm khí bắn ra, tán loạn khắp bốn phía, bay thẳng đến đám đệ tử thiết huyết tông đang xông tới. hơn mười tên đệ tử thiết huyết tông dẫn đầu đều không tránh được mà ngã xuống. tu vi của đám đệ tử này chỉ mới là hồn sĩ hoặc đại hồn sư đa số đều không đủ tiêu chuẩn thi vào các học viện hồn sư cao cấp, thế nên làm sao có thể tránh được những ám khí đã được đường nhã truyền hồn lực vào chứ. Thiết đường dĩ nhiên cũng đã thấy bốn cái hồn hoàn trên người đường nhã, hắn cũng có bốn hồn hoàn, nhưng lại là một trắng, hai vàng, một tím, đấy là nhờ cha hắn và hai vị trưởng lão cố gắng lắm giờ mới miễn cưỡng có được, còn việc đường nhã đánh đến cửa, thiết đường cũng không quá kinh ngạc, vì đây là cái bẫy mà hắn đã xếp đặt, đường nhã chỉ là một cô bé 15 tuổi, nếu bình thường thì thiết huyết tông bọn họ chẳng hề e ngại, nhưng bọn hắn vẫn chưa biết đường nhã đã không còn là đệ tử của học viện sử lai khắc nên mới vất vả tính kế đợi cô tự dấn thân đến gây sự với bọn họ tránh phiền phức không đáng có nhưng thiết đường không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà tu vi của đường nhã lại tăng nhanh đến vậy đợt ám khí kia vừa qua đi các nhánh lam ngân thảo lại ùn ùn kéo đến các nhánh lam ngân thảo đều vừa nhọn vừa sắc bén nơi nó lướt qua liền xuất hiện một màn hoa tuyết nở rộ màu đỏ rực máu tươi nhuộm đỏ cả khắp nơi lại thêm mười mấy gã đệ tử thiết huyết tông bị lam ngân thảo xuyên qua cổ họng bỏ mạng mà chết máu của bọn chúng nhanh chóng bị rút đi thấm vào lam ngân thảo gương mặt tái nhợt của đường nhã bắt đầu ủng đỏ ánh sáng màu đỏ tím phát ra từ ánh mắt của cô càng thêm rõ rệt cơ thể mềm mại liên tục di chuyển mấy nhanh lam ngân thảo cứ vung lên rồi rút lại vứt các thi thể bay ra xa và lúc này cô đã càng lúc càng đến gần nơi thiết đường đang đứng vũ hồn của thiết đường là kế thừa từ thiết lực thiết tí hùng một loại vũ hồn hết sức bình thường so với ám kim khủng chảo hùng giống như thực vật tầng dưới so với tầng trên vậy thực lực của đường nhã quá mạnh nên các đệ tử còn lại của thiết huyết tông không dám tiếp tục xông lên tất cả đều cuống cuồng lùi nhanh về sau tất nhiên như thế sẽ để lộ thiết đường ra ngoài lúc này thiết đường có muốn lùi cũng không thể nữa ban đại hắn đã phát tín hiệu thông báo của tông môn cho cha và các trưởng lão rồi chẳng qua do lực công kích của đường nhã hơn xa dự đoán của bọn họ trong chốc lát đã gây nên thương vong lớn như vậy rồi tuy nhiên chỉ cần hắn có thể giữ chân đường nhã ở đây chờ cha hắn là thiết lực và hai vị trưởng lão đến lúc đó đường nhã chắc chắn sẽ phải chết cô giết nhiều người như vậy cho dù bầm thây cô thành vạn đoạn thiết huyết tông vẫn là người có lý giết chết ngươi giết chết ngươi đường nhã điên cuồng quát mắng lúc này cô giống như đã hoàn toàn điên loạn rồi hơn mười cái lam ngân thảo bắn ra như tia chớp đánh thẳng về phía thiết đường thiết đường hơi khom người xuống hồn hoàn thứ ba lóe sáng hai đấm đồng thời đánh ra phía trước từ hai đấm ấy bắn ra một luồng sáng chừng hai thức bao phủ chắn trước người hắn đám lam ngân thảo kia vừa va phải chúng liền bị đánh ngược trở lại sau đó tâm tràn ánh sáng ấy tiếp tục bắn thẳng về phía đường nhã đường nhã hử lạnh một tiếng nhanh chóng điều khiển đám lam ngân thảo vừa bị đánh bật về chuyển hướng sang tấm chắn ánh sáng kia chân cô cũng bắt đầu sử dụng bộ pháp quỷ ảnh mê tung nhảy tránh sang một bên năm đó cha mẹ cô do thiên phú có hạn nên tu luyện tuyệt học của đường môn không được thành tựu cao lắm mà cô nhờ sự giúp đỡ của bối bối mới dần dần tiến bộ lúc này quỷ ảnh mê tung mà cô đang sử dụng cho dù là cha của cô ngày trước cũng không thể sánh bằng tấm chắn ánh sáng kia tuy tập trung vào đường nhã nhưng do cô liên tiếp né tránh nên ánh sáng càng lúc càng yếu dần đi, mà bản thân thiết đường cũng bị tấn công liên tục. Đúng lúc này, từ phía sau thiết huyết tông truyền đến một tiếng hét lớn, ai dám đến gây chuyện với thiết huyết tông. Một người có diện mạo giống thiết đường đến tám phần vừa hét lớn vừa dẫn hai ông lão có tuổi tác tương đương hắn, nhanh chóng chạy đến, ánh mắt đường nhã chợt lóe ra sát khí, cô giơ tay phải lên cao, hồn hoàn thứ ba lóe sáng, nhất thời, một luồng sáng màu tím liền bay về phía ba người kia luồng sáng màu tím kia vừa bay vừa giãn ra trên không trung, từ từ hóa thành một cái lưới lớn chừng năm thước. Đây là hồn kỹ thứ ba của đường nhã, xa la xà võng, cũng chính là hồn kỹ từ mạng đa la xà ngàn năm mà ngày trước bối bối và Hoắc vũ hạo hợp lực đánh chết. lam ngân thảo của đường nhã, bất kể là sức mạnh hay khí thế đều hơn thiết đường một nửa, hắn thấy cha và hai vị trưởng lão đã đến liền cảm thấy an toàn, nhưng lúc này, mấy nhánh lam ngân thảo đã điên cuồng bay về phía hắn theo bốn phương tám hướng. Thiết đường không chút do dự sử dụng đến hồn kỹ thứ tư của mình, từ người hắn bay ra một tầng ánh sáng màu trắng, đôi tay hắn lại càng thô kệch hơn trước, cả người xoay tròn trên mặt đấy, đôi tay cua mạnh đánh vào các nhánh cây đang không ngừng bay đến. Tuy nhiên, sau khi va chạm vào Lam Ngân Thảo, thiết đường liền bị thương không nhẹ, các mũi nhọn của Lam Ngân Thảo sắc bén vô cùng. Một quyền của hắn tuy có thể ngăn cản được Lam Ngân Thảo nhưng những mũi nhọn ấy cũng để lại trên nắm đấm của hắn không ít lỗ máu. Càng khủng khiếp hơn là hắn cảm nhận được ở miệng vết thương của mình, máu huyết không ngừng bay đi, giống như là đầu lam ngân thảo ấy đã hút đi một chút vậy cái này là sức mạnh gì lúc này thiết đường giống uống phải rượu độc biết rõ nếu vẫn tiếp tục ngăn cản thì máu trong cơ thể mình sẽ bị lam ngân thảo hấp thu nhiều hơn nhưng hắn không thể không ra tay hắn tổng cộng đánh ra bảy tám quyền cuối cùng cũng gần giải quyết được một nhánh lam ngân thảo nhưng cũng ngay lúc này nhánh lam ngân thảo ấy cũng sâu vào tay của hắn dính chặt hắn hét lên một tiếng thảm thiết sau đó trong tiếng la hét của hắn từng nhánh từng nhánh lam ngân thảo bắt đầu bay đến cuốn chặt lấy cơ thể hắn từng luồng sáng màu đỏ tím thông qua lam ngân thảo không ngừng chuyển về đường nhã khí tức của đường nhã cũng tăng vọt theo hấp thu sức mạnh của một gã hồn tông quả nhiên khác với người thường đường nhã có thể cảm nhận được hồn lực của mình đã tăng lên rất nhiều thiết đường bị lam ngân thảo bao phủ như thế vậy cha hắn thiết lực đâu rồi thiết lực quả thật là đang trơ mắt nhìn mọi chuyện diễn ra mà không có cách nào nhúng tay vào vì ban nãy đường nhã đã phát ra xa la xà võng chặn đường nên cả thiết lực lẫn hai trưởng lão bên cạnh đều bận rộn cố gắng đánh bay chiếc lưới kia nhưng sau khi ra tay bọn hắn mới phát hiện chiếc lưới này không bị ảnh hưởng bởi hồn lực lại còn cực kỳ cứng cỏi hồn lực bọn hắn phát ra cứ thế chui qua khe hở mà cái lưới lớn kia lại càng bay đến nhanh hơn trên từng điểm mốc của chiếc lưới ấy đều có một cái mũi nhọn vô cùng sắc bén khi nó ập xuống liền mang theo một áp lực vô cùng to lớn khiến ba người bọn họ không thể lấy cứng đôi cứng mà chỉ có thể nhanh chóng lùi về sau vì nếu không cố lách mình né sang bên cạnh thì với tốc độ bay đến nhanh như vậy chắc chắn sẽ không tránh kịp khi bọn họ tránh được chiếc lưới kia tiếp tục xông lên một lần nữa, đã thấy thiết đường bị Lam Ngân Thảo quấn chặt cả người. Ngươi, ngươi giết con ta, hai mắt thiết lực trợn to, giận dữ gầm lên một tiếng, cả người phình to lên, hắn không hổ là cường giả bậc hồn đế, chỉ mới phóng thích vũ hồn thôi mà cơ thể hắn đã làm cao đến chừng hai thước, trừ đôi tay ban đầu vốn đã hơi thô thì lúc này cả người hắn cũng trở nên cực kỳ cường tráng. Chẳng qua, hồn đế như hắn thua xa mã tiểu đào và đái thực hành, chỉ cần nhìn hồn hoàn là có thể thấy rõ, một trắng, hai vàng, ba tím, ngay cả một hồn hoàn vạn năm cũng không có, thế này cũng có nghĩa, hồn đế là cảnh giới cao nhất của thiết lực, hắn vĩnh viễn không thể đột phá đến cấp bậc hồn thánh. Hai gã trưởng lão kia cũng hoảng sợ, bọn hắn cũng biết đường nhã là ai, nhìn thấy bốn cái hồn hoàn trên người đường nhã, rồi lại đến áp lực từ vũ hồn Lam Ngân Thảo, hai người bọn họ vội vàng phóng vũ hồn của mình ra. Tông chủ cẩn thận, vũ hồn của à, e là không phải vũ hồn bình thường, à giống như đã cắn nuốt năng lượng của thiếu tông chủ, chẳng lẽ đây là tà hồn sư, trưởng lão bên trái kinh hô lúc hắn nói ra ba chữ tà hồn sư sắc mặt đã trắng mệch tà hồn sư có ý nghĩa với hồn sư bình thường thế nào chỉ có tử vong toàn bộ tà hồn sư đều có năng lực cực kỳ đặc thù có thể làm tốc độ tu luyện của họ vượt xa hồn sư bình thường nhưng thần trí của họ cũng xa vào tà ác sau khi được bảy hồn hoàn muốn tu vi tiến bộ đã khó lại càng khó đường nhã thật sự là một tà hồn sư sao đáp án là đúng lúc đường nhã vừa sinh ra cha mẹ cô đã biết trong thân thể cô ẩn chứa một loại thiên phú khác thiên phú cắn nốt sinh mệnh thiên phú này chứa đựng khí tức tà ác khổng lồ nhưng nó có thể ẩn giấu chỉ cần không chủ động xúc động nó sẽ không xuất hiện những ngày học tập ở học viện sử lai khắc đã làm đường nhã nhận ra khoảng giữa của mình và bối bối ngày càng xa hy vọng khôi phục tông môn lại càng xa vời cuối cùng khi mọi người đến thành tinh la tham dự cuộc thi đấu hôn đại tái cô đã quyết định kích phát phần thiên phú này của mình mỗi lúc tan học cô đều lặng lẽ rời khỏi học viện đi đến mấy cánh rừng rậm rạp phóng lam ngân thảo của mình ra ngoài tấn công mấy thực vật ở đấy hấp thu sinh mệnh lực bên trong thực vật để tu luyện. Sự thực chứng minh, thiên phú cắn nuốt sinh mệnh của cô cực kỳ cường đại. Dưới sự trợ giúp của thiên phú này, tu vi của cô ngày tiến ngàn dặm, nhưng vũ hồn của cô cũng vì thế mà bắt đầu thay đổi, trở thành ám hắc lam ngân thảo như hiện tại. Ý chí của đường nhã rất mạnh, cô biết. Nếu để Lam Ngân Thảo cắn nuốt sinh mệnh lực và hồn lực của hồ sư, vậy thì tu vi của mình sẽ càng tăng nhanh hơn, nhưng cô trước sau vẫn không làm như vậy, cô chỉ muốn vực dậy đường môn, sao có thể lạm sát kẻ vô tội đây. Mãi đến tận hôm nay, khi cô vô tình bước đến nơi đường môn tọa lạc ngày xưa sát khí luôn đè nén ấy đã bạo phát khí tức tà ác bắt đầu khống chế thần trí của cô thế nên cô mới ra tay điên cuồng tàn sát ở thiết huyết tông này mà khi cô dùng ám hắc lam ngân thảo giết chết và thôn vệ sinh mệnh lực của tên đệ tử thiết huyết tông đầu tiên cô đã chính thức trở thành một tà hồn sư thực sự nếu đối mặt thiết lực là một tà hồn sư bình thường nhất định hắn sẽ sợ hãi tu vi của tà hồn sư không thể suy xét bằng lẽ thường ví như tu vi đường nhã chỉ là hồn tông nhưng cô đã có thể dễ dàng đánh chết thiết đường, có thể nhìn ra thực lực của cô đã vượt xa một cường giả hồn tông bình thường, hoặc cũng có thể do con trai độc nhất chết thảm, thậm chí bị đè bẹp bởi lam ngân thảo kinh khủng kia, cả thi thể cũng không còn, nên thiết lực chẳng biết sợ hãi nữa, hắn giống lớn một tiếng, sau đó đánh móc vào sau gáy đường nhã. Đặc điểm lớn nhất của ám hắc lam ngân thảo là càng đánh càng mạnh, đường nhã càng có thể thông qua đó mà hấp thu sinh mệnh lực và hồn lực của kẻ địch để bổ sung cho bản thân. Lam ngân thảo lại tự động lọc bỏ những thuộc tính khác biệt, đây chính là đặc tính tà vũ hồn của cô, không phải bất cứ tà hồn sư nào cũng có tà vũ hồn mạnh mẽ. Tuy nhiên, Đường Nhã và Ám Hắc Lam Ngân Thảo rõ ràng chính là tuyệt phối, tiềm năng phát triển cực cao. Lúc đối mặt với kẻ thù, ánh sáng màu đỏ tím trong mắt Đường Nhã như muốn nhỏ ra máu, mối hận trong lòng như núi lửa phun trào. Hơn 10 nhánh Lam Ngân Thảo thô to nhất được bao phủ một tầng huyết quang nhàn nhạt, tất cả đều bay múa, điên cuồng quất về phía thiết lực, cùng có vũ hồn thiết tí hùng nhưng thiết lực rõ ràng mạnh hơn hẳn con trai mình hai cánh tay cường trắng mua máy trên không trung dưới tác dụng tăng phúc của hồn hoàn thứ ba quả thật cứng như sắt thép ám hắc lam ngân thảo với mũi nhọn sắc như thế vậy mà còn không thể cắm vào da thịt hắn từng mũi nhọn kia không ngừng bị đẩy bật ra khoảng cách giữa hắn và đường nhã càng lúc càng gần hai gã hồn vương đi theo sau hắn cũng không nhàn rỗi hai người đó một là hệ mẫn công một hệ khống chế vũ hồn lần lượt là tấn lang và trường tiên đều là những vũ hồn vô cùng bình thường gã hồn vương có vũ hồn trường tiên tay cầm chiếc roi dài vung mạnh về trước hồn hoàn thứ tư cũng sáng lên trên bầu trời liền xuất hiện một vòng sáng hình tròng trùm xuống người đường nhã tạo thành một cái lồng vây lấy cô mà kẻ có vũ hồn tấn lang lại lặng lẽ đến gần đường nhã bộ móng vốt không chút do dự vung thẳng đến tấn công cô đối mặt với sự bao vây của ba người này hơn nữa đây còn là tổ hợp hai hồn vương và một hồn đế cho dù là bối bối hay từ tam thạch cũng chưa chắc có thể an toàn thoát ra nhưng lúc này sự mạnh mẽ của tà hồn sư đã được đường nhã bộc lộ một cách hoàn hảo các ngươi đều đi chết đi chết hết đi đường nhã ngẩng mặt lên trời hét to hồn hoàn thứ tư trên người cô nhấp nháy ánh sáng đừng quên là hồn hoàn thứ tư này cô có được sau khi lam ngân hòa biến dị mang theo thuộc tính hắc ám cũng chính là hồn kỹ đến từ một gốc cây có tu vi năm nghìn năm đồng thời cũng là kỹ năng mạnh nhất trong số bốn hồn kỹ của cô một tầng ánh sáng màu đỏ tím nhanh chóng từ trên người đường nhã khuếch tán ra bên ngoài lấy cô làm trung tâm phạm vi đường kính hai thước quanh đấy đều bị quả cầu ánh sáng màu đỏ tím này bao phủ ẩn trong vầng sáng ấy dường như có lốm đốm những vệt gì rất kỳ lạ toàn bộ lam ngân thảo đang tấn công thiết lực cũng lui về trong nháy mắt chiếc roi dài từ trên không rơi xuống cũng bị bắn ra ngay khi hồn đế thiết tý hùng thiết lực và hồn vương tấn lang đến cạnh cô thì quả cầu ánh sáng màu đỏ tím ấy cũng bùng nổ vô số nhánh lam ngân thảo như những mũi tên nhọn từ bên dưới chân đường nhã bắn thẳng lên rồi nở rộ ra bên ngoài những lam ngân thảo vô cùng sắc bén ấy giống như từng làn sóng ấm khoách trương ra ngoài với tốc độ nhanh khủng khiếp nháy mắt cả khoảng sân đã bị ánh sáng màu đỏ tím này bao phủ các nhánh Lam Ngân Thảo vừa sắc bén vừa mang theo hơi thở cực kỳ khủng bố đã bao trùm khắp mọi nơi, một đòn tấn công bất ngờ khiến cả ba người thiết lực vô cùng kinh ngạc, lần đầu tiên trong đời bọn họ thấy một kỹ năng có phạm vi tấn công lớn như vậy, Lam Ngân Thảo cũng chỉ là một nhánh có thôi mà, có ai ngờ một nhánh cỏ tầm thường lại có thể phóng xuất ra một kỹ năng mạnh như vậy, hay gã hồn vương kia là người đứng mũi chịu sào, nháy mắt đã bị Lam Ngân Thảo đâm trúng, cả hai bị cơn đau bất ngờ ập đến làm tê dại cả người, hồn vương Tấn lang còn đỡ vì hắn vừa phát hiện có điều bất ổn liền nhảy lên. Lam Ngân Thảo chỉ có thể vương ra chừng hai thước nên lúc này hắn chỉ bị thương ở chân mà thôi. Còn vị hồn vương hệ khống chế kia lại thảm hơn, trong tích tắc cả người hắn đã bị Lam Ngân Thảo đâm trúng. Hắn dốc toàn lực vận chuyển hồn lực mới có thể đánh nát nhánh Lam Ngân Thảo đang cắm trong người mình, nhưng máu tươi phún ra từ người hắn cũng bị những nhánh Lam Ngân Thảo bên cạnh hút sạch. Tích tắc sau, sinh mệnh lực cũng bị cuốn trôi. Hồn vương tần lang ấy thật sự may mắn thoát được một kiếp sau. Đáp án dĩ nhiên là không rồi tuy hắn chỉ bị đâm vào chân nhưng cả người cũng tê dại mà cứng đờ ngã xuống đất các nhánh lam ngân thảo dưới mặt đất dường như đều sống lại điên cuồng tấn công hắn một thân tu vi hồn vương vậy mà không có cơ hội phát huy cứ thế trôi đi đây cũng không phải vì hai gã hồn vương này quá nhiều mà chủ yếu bọn họ bị ba chữ tả hồn sư dọa hết hồn mới bị chúng phải kỹ năng mạnh mẽ này của đường nhã nếu không trong tình huống bình thường cô tối đa chỉ có thể làm hai người bọn họ mất đi sức chiến đấu lúc này với năng lực cắn nốt kinh người của ám hắc lam ngân thảo năng lượng của hai vị hồn vương kia tức thì liền hóa thành thuốc bổ. Sau khi sử dụng kỹ năng này, gương mặt đường nhã càng thêm tái nhợt, nhưng cũng may cô đã giết được hai gã hồn vương nên cũng có năng lượng bổ sung vào. Có điều lúc này, cô đã rơi vào tình huống vô cùng nguy hiểm. Trên người thiết lực không biết từ lúc nào đã được bao phủ một tầng ánh sáng màu gỉ xét, hồn hoàn thứ năm của hắn lấp lành ánh sáng. Các nhánh lam ngân thảo đang cố sức đâm vào cơ thể hắn đều bị bắn ngược trở ra. Hắn bắt đầu di chuyển về phía đường nhã, đôi tay cường trắng nện thẳng xuống đầu cô kỹ năng thứ tư của đường nhã tuy nhất mạnh nhưng sau khi sử dụng sẽ không thể di chuyển trong một khoảng thời gian